thực hiện theo lời dạy từ bi của Đức Phật và truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam trước thềm xuân quý mão 2023 sáng ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại tổ đình hội khánh phường phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương hòa thượng thích huệ thông trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương chủ trì tổ đình hội khánh quan lâm chí minh và trao tặng 200 phần quà tết nguyên đáng quý mão 2023 để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại đây hội thượng thích huệ thông gửi lời thăm hỏi đến bà con và chia sẻ năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên đời sống của người dân lao động vốn đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn món quà là sự an ủi động viên tinh thần sẻ chia cùng người dân và hơn hết là lan tỏa những việc làm tốt đẹp đến cộng đồng để cả cộng đồng cùng yêu thương đùm bọc lấy nhau và mong muốn chúc quà tết này đem đến sự ấm áp yêu thương Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo thùng mì, các nhu yếu phẩm cùng một bao lì xì năm mới trị giá 200.000 đồng. Tổng trị giá các phần quà được trao là 100 triệu đồng. Những món quà do nhiều tấm lòng hảo tâm, quý Phật tử Tổ Đình Hội Khánh đóng góp vào với mong muốn tiếp thêm niềm tin nghị lực để bà con nỗ lực vượt qua mọi khó khăn được vui xuân đón Tết Quý Mão 2023 thêm ấm ấm vui tươi. Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đáng, các cơ sở tự viện, các cá nhân trong toàn tỉnh Bình Dương cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện quà tặng. Qua đó, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, thay mặt ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao tặng trên 16.600 phần quà trị giá hơn 6 tỷ đồng nhằm giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đầy đủ sum vầy.